gốm này. À, cút kêu. Ủa, không phải. Vì hai hình như sự xuất hiện thử thách của ba được xuất hiện rồi đó. Năm đi đâu rồi? Ba con trong này nè. Chị hai. Mày dạt qua bên để tao nói chuyện với anh cha này mày. À, để tôi đỡ phụ xuống. Đỡ đó. Mày ngồi mày coi cái thúng bánh cho dì hai, tao với dì hai vô trong nhà chơi cái. Thôi mày, tao cảm ơn mày đi, mày khỏi trong bánh tao đi. Rồi cái gì? Ngồi cây nhà lá vườn ngồi đây đi, để tôi nói chuyện tao đỡ u uất hơn. Quên. À, nói chứ rủ vô trỏng uống miếng nước chứ còn thôi, mà thôi ở ngoài này đi. Bị vợ tôi chết lâu rồi. Bây giờ là tôi thủ tiết, tôi thờ vợ tôi, mà giờ chị vô đó là không chừng người ta quánh giá cái tiết hạnh tôi nha. Thôi ngồi đây chơi. Thiệt á, tôi thiệt á, cái xóm này á, nhà ai người ta không đông người mà người ta hiền lành mà sao ta dễ sống lắm. Hai cha con ông sao nói chuyện ai cũng ớn ốc hết trơn à. Thôi ngồi xuống từ đây. Từ con lẫn cha. Thôi ngồi xuống, có chuyện gì nói nghe. Bữa nay sao rảnh rỗi qua thăm cha con tôi hả? Thôi mày, khỏi quạt đi mày. Mày xạo quá à. Hí. Sáng nay mày làm tao bực bội để vợ phiền cha mày nữa. Ủa nó làm gì chị bực bội? Trời ơi, sao không bực bội được? Anh biết ở cái xóm này á, con người của tôi á, tôi bán bánh là tôi giỏi cỡ nào rồi. Anh biết không? Biết, cái đó tôi biết. Bánh tôi mỗi lần mà làm ra một cái hả, ai cũng khen hết trơn. Xưa nay tới giờ luôn rồi đó chị hai. Chứ còn gì nữa, mà tao gói cái bánh nào, cái bánh nào cái đó, thấy không? Cái nào cái đó cũng đẹp hết trơn vậy đó. Nó tròn lẳn như chị vậy đó. Ông á, tôi nói ông nha, bởi vì tôi nói cha nào con nấy à. Vậy á, mà ông biết làm sao không? Cái thằng con quý tử ông sáng nay nó ra nó ban một cái trời. Ủa, ơi. Mà tôi nói chị nghe nè, hồi sáng giờ đó luôn à. Bộ bữa nay có ai đặt bánh buổi chiều ha? Chứ sao thúng bánh còn y nguyên vậy? Đó, thấy chưa? Ông biết tại sao mà nguyên cái thùng bánh mà y nguyên là tại cái thằng quỷ nhỏ này nè. Bây giờ ông hỏi nó đi. Trời ơi, ông đẻ nó mà tôi thiệt á. Ủa, con nít 3 tuổi đâu mà... Ừ, mày không có làm gì đâu. Nó mấy tuổi mà tôi tưởng tượng nó như là con nít mà sống lâu năm á. Trời ơi, nó ra nó ăn nói những cái lời quỷ quái. Mày nói cái gì vậy mày? Con không có nói gì đâu. Mày không nói tại sao gì hai đá mày? Đi rồi thì con cũng không biết đâu. Thì thôi chuyện gì chị nói cho tôi nghe luôn đi, đặng tôi dạy nó. Tôi bực bội quá mà thiệt á. Nói ra thì coi như mình khản cái họng, không còn nói được. Mà thiệt á, tôi cũng chưa thấy gia đình nào mà lịch sự như gia đình ông vậy đó. Tôi vô đây tôi gào thét gì mà. Quên, đi vô lấy cho dì hai miếng nước. Đi đây. Dạ. Đi vô lấy nước cho dì hai. Nè, tôi nói chị hai nghe, có chuyện gì hàng xóm mà chị nói. Còn con tôi á, chị chỉ tôi dạy nó. Thấy không? Chị tới tìm mắng xấu xả trong mặt thằng cha nó, tôi chán dán, tôi biết đường nào tôi dạy con tôi, thấy không? Thì bởi vậy. Dạ, con mời dì hai uống nước. Uống cho nó thanh giọng chút. Thấy chưa? Dì hai hết không à. Nước gì đây? Dạ, nước lọc. Nước lọc phải không? Dạ. Trời ơi, sao tôi nhìn xa xa tôi thấy giống nước sông quá à. Đó thì dạ. Nước sông đổ ấy sông lọc. À, trời ơi. Sao đúng thiệt cái tình á, tôi chưa thấy nhà nào mà như nhà ông hết trơn. Tôi nói chị rồi. Nhà con nghe. Mình ở nhà quê từ xưa tới giờ mình cũng uống nước sông, mình lọc, mình uống. Bà sao bà cử trời ơi, quá. Bây giờ thời buổi vậy tao uống nước tinh khiết rồi. Bà đứng lên rồi. Tôi coi coi, bà đứng lên. Đó, bà cử quá đó. Bà cử nước sông quá bởi bà quéo còn có khúc á. Không ngồi xuống. Trời ơi trời. Bà quá đi. Thiệt á. Tôi nói thiệt á. Gia đình ông á có hai cha con à mà tao nói như là quỷ mà thành tinh ở trong xóm vậy đó. Nè, cái câu này đụng chạm tự ái nha chị hai. Sao vậy? Cái gì nó cũng vừa phải. Bây giờ tôi hỏi chị là con tôi cái lý do gì á mà chị cứ ngồi chị nói hoài vậy? Nè, tôi nói nghe. Sáng nay á, tôi vừa làm một cái thúng bánh. Nóng thiệt là nóng, thơm thiệt là thơm, ngon thiệt là ngon. Coi như nhìn là hấp dẫn. Đâu biết rồi, tao sao đi lão ra cái sớm cái. Tôi nói ai ăn bánh không? Trời ơi, tôi nói, vừa nói xong cái hằng hà sa số trong sớm nó bu lại. Nó bu quanh tôi vậy đó, người tôi lúc đó như thịt nhân vậy đó. Rồi tôi mới chìa cái rổ bánh ra. Trời ơi, tao nói từ con nít đến người già bu lại. Trời ơi, bánh gì hai sao thơm quá. Trời ơi, bánh gì hai sao thơm ngon mà. Quá. Trời ơi, sao bánh gì hai hấp dẫn quá à. Không từ bây giờ là tí nữa là hết cái thùng bánh này bây giờ á. Chị mà nó vô á, nó hửi cái. Nó phát một câu xanh rờn à. Chưa chặt đâu nha. Trời ơi, con nổi điên không? Mày nói vậy là sao? Bánh người ta chưa mở hàng mà nó phán câu gì rồi. Ế luôn tới chiều luôn, coi nổi điên không? Thì có phải vậy không? Thì có sao con nói vậy? Thì có phải vì hai để hai giá không? Đúng rồi. Cái mắt cái rẻ. Thì đúng rồi. Thì cái mắt á thì vì hai phải bán ngon. Còn cái rẻ thì
dì hai bán bình thường. À, vậy sao dì hai đổ thừa con? Trời ơi, thấy không, ông thấy nó lẻo lười không? Tôi nói ông nghe, tôi đã nói là cái bánh tôi ngon. Cái hàng xóm á, lúc mà cái thằng này nó vừa phán một câu là trời ơi chưa chắc đâu nghe. Rồi cái tự nhiên bà con bu quanh là đúng rồi, thằng nhỏ này coi chừng nó nói vậy mà đúng á, chắc không có ngon đâu, thôi đừng ăn nha. Rồi tôi thấy kỳ quá, cái tôi mới tức quá, tôi mới xé một cái bánh tôi làm mẫu, tôi đưa cho nó ăn. Tôi nói nè con ăn xong con câm cái bản họng giùm gì đi để cho dì bán. Rồi cái nó ăn xong thì dì hai biểu con ăn có không có hé một câu nào luôn á. Mày có ăn không? Dì dạ có. Trời ơi dì ăn bánh ngon mà, không ăn hết một cái một không còn cái lá luôn. Rồi à, xong nó không nói một tiếng nào hết trơn á. Làm như con người ngoài hành tinh rồi, ăn không còn cái lá. Thì đó, thấy chưa, ông thấy cái gì nó cũng nói được hết trơn. Mày để im cho dì hai mày nói được không? Bởi vì ta phải quảng cáo bánh ta chứ. Rồi nó không nói tiếng nào hết trơn á. Tự nhiên cái nó ăn xong cái nó đứng vậy, nó nói trời đau bụng quá. Con nổi điên không? Bánh người ta vừa ăn xong cái nó kêu đau bụng quá. Rồi hàng xóm người ta nhìn ta ngỡ ngàng. Rồi người tôi đơ như cây cơ, hàng xóm ta bỏ đi hết. Rồi không ai mua bánh. Ông coi nổi dịch không? Nổi dịch không? Thì đúng rồi. Thì lúc đó thì con nó đau bụng rồi, nó đau bụng với chị sao kỳ thì quá. Thì sao con nói vậy? Thì tôi lúc không đó có bệnh con. Nhưng mà cái gì nó ra cái nấy. Trời ơi tôi nghĩ tôi tức quá. Tức cái gì? Người ta hỏi nó là hàng xóm á, người ta bu vô tôi hỏi nó, thôi con ơi chắc do là không phải ăn bánh mà con đau bụng đâu, chắc là sáng nay là con bị yếu người, con bị trúng gió phải không? Cái nó phán một câu nè, chưa chắc đâu nha. Là ý nó còn khẳng định là cái bánh tôi dở dữ lắm, ăn xong nó mới đau bụng, Tào Tháo mới rượt. Trời ơi ông coi tôi nổi đi ăn ông. Trời ơi tôi chưa có bán được cái bánh nào hết trơn. Từ sáng bây giờ còn ăn ông rồi nè. Ông làm gì ông làm? Nói chị nghe nè, chị đứng trước mặt tôi mà chị vũ vậy chị coi được hả? Chị vũ không? Chị vũ không? Tôi vũ lại cho chị coi. Trời ơi ông đẻ cái quân mà. Ông được rồi, mệt quá, bây giờ dậy đi. Mày sáng sớm mày kêu mày đi ra tháo nước ruộng, mày không ra, mày ở nhà mày đi chọc người ta. Ôi con đâu có chọc đâu. Thì lúc đó mặt mày con xanh lè thì con phải tìm chỗ con đi tè chứ. Không lẽ con làm xấu tại chỗ, thấy chưa? Thì biết vậy rồi. Nhưng mà vì hai mày đang bán, mày ăn cái bánh xong xuôi mày cũng phải để về nhà, mày muốn làm gì mày về nhà mày. Đau bụng người ta phải kềm chế đi. Không nó đau bụng nó công khai đó. Ôi trời đau bụng quá. Ôi trời đau bụng quá. Tôi miết tôi mắc đền à. Đố bánh còn nguyên nè. Rồi. Tôi không chịu đâu. Bánh hả gì rồi giờ sao đây? Tôi để tôi tính. Không tính giùm tôi cũng không có chịu đâu à. Đến đây. Không biết tới tính tôi rồi đó. Tôi mà làm nư có... là từ sáng tới chiều luôn á. Tôi biết cái tính bà, nhưng mà tôi chưa bao giờ mà thấy bà vũ sổ dữ vậy đó. Thế còn gì nữa? Từ từ để tôi tính. Hỏi không, sáng mở hàng chưa bán được cái bánh nào. Thằng con nó ông ăn, thằng con ông nó ăn một cái rồi bây giờ còn y nguyên 99 cái. Ông tôi hỏi ông 300. Thôi bây giờ đơn giản vậy nè. Vậy thôi 99 cái gì. Bây giờ tôi hỏi bà nè. Hả? Trời ơi ông thấy không? Nó trả treo bây giờ nó kêu 99 cái. Bây giờ dì đem về dì ăn đi. Trời ơi, ăn cho ta loài bản hồng ta ra. Bà ăn cho bà chết hả? Chị đừng có ăn. Tôi nói chị nghe nè, 99 cái chị ăn là chị chết. Chị đừng có ăn, chị đem về chị cúng, hiểu không? Cúng đâu? Trời ơi, cúng nhà chị á. Rồi cúng nhà rồi xong ai ăn? Cúng xong rồi đem cho hàng xóm ăn. Trời ơi, trời ơi. Không chịu đâu, không chịu đâu. Bánh hả? Con ngoại giờ cha không giải quyết. Thì không sao đâu. Không biết hả? Chứ sao thôi. Dạ. Tôi tính vậy nè. Thôi dẹp dẹp để tôi tính rồi. Bây giờ nè. Bây giờ thôi được rồi. Chị khóc hoài tôi cũng mệt quá. Đây cầm cái khăn lại. Tôi sợ chồng tôi nó về đó. Rồi coi chừng ổng về ổng quánh bà. Bây giờ tôi mua mão hết được chưa? Mày ăn ơi. Ông anh mua cho tôi. Tôi mua hết đi. Cái để bà nói hoài tôi nhức đầu quá. Bao nhiêu tiền? Tôi đội ơn ông. Thôi giờ vậy đi. Cái thúng này của tôi là 300. Mà giờ tôi mão lại ông anh tôi lấy vốn 350 thôi được không? 350? Có 300 thôi mà mua sỉ là 350. Ấy còn cái quần chị lột luôn này nè. Im lại chị. Chị vừa phải thôi. Chị bán đáng lý là chị thụt xuống đặng cho tôi bán lẻ tôi có lời. Con thằng này chị bán sỉ mà chị bán nhiêu đó rồi tôi bán cái với ai? Thôi bây giờ vậy đi tôi thiệt. Tôi đội ơn ông anh, ông năm nay thì tôi biết cái tánh ông rồi, ông rất là tốt. Bây giờ ông lấy tôi cái thúng này đi. Để không được, gì? Được rồi. Chồng nó quánh hoài à. Ông biết cái tích xóm này đó, tôi bán bánh mà từ xấu mà nó mỗi lần bán ế mà nó quánh ra thành đẹp gái luôn, ông thấy không?
Chị đẹp bị chị tự tin, chị soi dưới hồ mà chị còn soi dưới vịt không mà chị không đẹp sao được. Thì đó, bởi vậy. Không dẹp đi. Bây giờ nè 300 rồi, được rồi. Thôi đi về đi, về đi. Tiền đi. Tiền trao cháu múc. Trời ơi, dì hai ơi, chừng nào bán hết bánh này rồi có tiền mới trả cho dì hai chứ. Đúng giờ rồi. Tiền đâu. Nó gọi là gối đầu, hiểu không? À, coi như là phải sẩm sẩm chiều tối là mới có tiền đó. Mình bán gì mới có tiền. Vậy thôi được đi. Cái bánh này cũng đâu có bán ở đây được. Ở đây bà con người ta biết hết trơn rồi. Phải dắt lên tuốt ở trên thị xã bán. Nhã gì lắm. Thôi giờ gối đầu gì đi. Rồi ông anh cứ ráng bán đi. Rồi có gì gửi tôi 320 cũng được. Gì? 320. Ông dẹp đi bà ơi. 300 đi. Thôi rồi cũng được. Thôi 301 gì cũng được nha. 209 thôi. Trời cái gì? Hả? Được 400 hả? Trời ơi tôi hồn hơn ông anh. Tôi mừng quá tôi đi về rồi nha. Trời ơi, nói giỡn giỡn mà bán được 400 luôn giống như vậy. Đó, bà bán đi qua bên bà chính, bà bán đệ bà. Trời ơi, mẹ. Cái gì nữa đây? Con canh cho bà hung ba nữa. Mẹ ơi, tôi vui quá. Đi lộn qua nhà mẹ chính tự nhiên cầm dao rượt chồng tôi tưởng rượt tôi chạy thấy bà luôn. Tôi đi về nha. Thôi đi về đi. Cảm ơn nha. Có chân lọt sao? Rồi. Mày không mà bây giờ tao ăn nguyên cái thúng bánh này nè. Ủa con đâu có kêu ba ăn. Kêu ba lên thành phố bán mà. Đi bán hả? Bây giờ đi bán. Lỡ như mình kiếm lợi chút thì sao ba? Được không? Thôi kệ chừng nào bán đi tính. Lấy xe ra. Dạ. Dắt cái xe ra đây cho tao. Dạ. Nước thì không đi sổ. Bây giờ còn mở ra cái nghề bán bánh tét. Thôi, chị cái con mẹ hai này hùng một cái chán dáng mặt mày hết trơn. Không có phê mà mệt thêm. Rồi xong rồi ba ơi. Chiếc xe xịn quá. Ôi xe nó dắt cái xe mà cũng dắt không được nè. Mày ăn cho phí cơm thiệt đó nha. Thằng đèo. Chưa chắc là tới thị xã đâu mà. Bánh xe xẹp lép coi nè. Vậy bây giờ đi bằng gì? Con có biết đâu. Thôi được rồi, bây giờ ta tính như vậy. Tính sao ba? Bây giờ mình đi lên thành phố đi bán bánh tét bằng taxi. Cái gì vậy? Ba mới nói cái gì? Đi lên thành phố bằng taxi. Trời. Bán bánh mà sang thấy ớn luôn. Đúng rồi, mình bán bánh tét mà mình đi bằng taxi người ta mới nể, hiểu không? Trời ơi, lỡ như 300 mà. Vốn thúng bánh 300, không chừng bán đi taxi hết 500. Ha ha ha. Người xóm mình nó sẽ cười mình ha ha. Lộn, đường này mới ra thị xã, đường đó vô bà chính. Ơ chết cha rồi. Hoài, hồi sáng tới giờ mày nói toàn là chuyện xui không. Mày để đó rồi coi cha mày có đón xe được hả không cho biết. Con không có tay một chiếc nào luôn. Có taxi đâu, có taxi đâu. Đâu? Taxi! Chú taxi ơi, con đây nè. Chú taxi ơi. Thấy chưa, tao nói có là có mà. Chở đâu đây. Đi lên chỗ này. Đi. Chưa, từ. Chưa có ai sang như cha con mình đi bắt bánh tét. Trời ơi, chạy gì vậy? Đi đâu? Thấy xe ông này bèo nhắn là chắc ăn mà. Đừng có nói vậy người ta phiền. Xe người ta đi làm ăn làm gì có chuyện bèo ha. Hai bạn đi đâu đó? Ủa? Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao kêu tôi với thằng này là bạn? Bộ mặt nó già ngang ngửa tôi hả? Nó là con tôi đó ông. Ủa hai cha con hả? Hai cha con. Vậy hai cha hai con đây. Lộn, đây cha, đây con. Tôi là cha rồi. Đây cha hả? Đây con hả? Giờ hai cha con đi đâu nè? Xe này đi đâu? Trời ơi, hỏi ngựa kìa. Nói chung là anh muốn đi đâu tôi chở đó. Trời, thấy gì đừng khí dễ nha. Xe này là chạy ra đảo, ra núi, ra sông, ra ruộng, chỗ nào, địa hình nào chạy cũng được hết trơn á. Mà bằng lái của tôi là coi như là toàn thế giới là chấp nhận hết trơn á. Nè, chú em nói là phái rồi. Nhưng mà nói chú em nghe giá cả anh sao tính đàng hoàng đi. Nè, tôi không phải là dân nhà quê đâu nha. Tôi là ở thành phố. Tôi ở thành phố, tôi xuống đây tôi đi khu du lịch sinh thái.
Ủa thành phố nè. À thành phố nè, bận đồ là thấy thành phố rồi. Sao dép kỳ vậy? Dép này hả? Dép này nhiều khi lên thành phố ăn xong rồi để cái chân lên trên không bị mắc, hiểu không? Ờ vậy hả? Nón này chắc cũng không ai lấy đâu nè. Nón này á? Nón này sức mấy ai dám lấy? Bộ đồ này ai thèm lấy? Bộ đồ này có người lấy à? Ai? Là người ta lấy, người ta làm nuôi vé. Trời đất ơi, thành phố ok vậy? À, thành phố miễn sao ăn mặc mua đen, ông sao ông nhiều chuyện quá. Tôi mới thành phố là thấy tôi mặc đồ đẹp vậy mới thành mẹ phố. Mẹ con là thành phố hả? À? Này con. Này thành phố được nè. Còn sao hai cha con người ở thành phố, người ở tỉnh nè? À? Thích vậy đó. Vậy người ta nhìn vô trong gia đình người ta mới hết hồn. Nó lạ quá, vừa thành phố vừa tỉnh. Thôi giờ nó nhiều quá, nắng quá, giờ sao thỏa thuận đi. Ba. Nhìn xe cũ quá, nhám có chắc ăn không? Lỡ gì đi giữa đường cái nó bị tắt máy hay bị chết máy gì đó, mình bắt thường ai bây giờ? Lỡ như chưa tới Sài Gòn nữa, mình mắc nợ chết luôn. Cái thằng nhỏ thành phố này không nể ông già nhà quê mày, tao giọng mặt mày mày. Gì? Nói gì kỳ cục vậy? Trời đất ơi, đừng thấy xe vậy tưởng xe cũ nha. Nó về dán như là mô đen á. Mô đen kỳ quá vậy chú? Mô đen miễn vậy mới là mô đen kỳ, mới là mô đen. Máy ở trong vậy chứ là máy trong là tân tiến lắm. Đúng rồi. Ở trong là xịn, máy xịn thôi mà. Trời ơi, xe cũ mà máy móc tân tiến là sao? Mệt quá, kệ người ta. Miễn sao giống như cái xác như vậy nhưng mà cái máy của nó là máy Land Cruiser. Land? Ủa con nghe là Land Cruiser mà ta. Kệ người ta. Máy nào kệ ta? Máy tao chế được. Thôi chú cãi với nó làm gì? Nè, con không biết gì hết à. Cái này là mu đen, hiểu không? Ủa mu đen mà. Ừ thì đây nè, cái bây giờ con thấy mấy đứa mà nó nhảy hết hớp mà nó chổng đầu gì lộn đít lên trên trời đó. Đây đây, ông dán chú mu đen nè. Tụi nó khoái đi xe này lắm. Ừ. Thôi giờ đi đi chú. Rồi đi đi lên. Lên xe. Trời ơi, làm đứng nói chuyện nãy giờ. Không có xe là không đi được luôn á, đánh ế là mày chết. Mở cửa đi, biết mở cửa không? Mở sao đâu? Mở sao chú? Nắm cây giật ra. Trời đất ơi, thôi ơi. Ra mày. Đây nè mấy ba, nắm chỗ này nè. Ủa xong vậy? Nè thấy chưa? Ra để lọn đây mở đi. Rồi vô ra anh ngồi đâu rồi? Lên xe. Mệt dễ sợ luôn. Rồi chưa? Hai cha con lần đầu tiên là đi xe hơi phải không? Không có đâu, nhà tôi có chiếc xe hơi đó. Mà bữa nay tài xế nó lãnh lương xong nó lấy tiền nó đi sắm vàng rồi. Trời ơi, có xe hơi thiệt luôn hả? Có xe hơi. Nhỏ này rành xe hơi không? Dạ. Rành lắm, trời ơi, nó giỏi xe hơi lắm đó chú. Trời ơi, rành ai? Rành sao chịu xích beo vô nè? Ủa, xích beo là gì vậy chú? Nè. Mù quá, không biết gì hết. Xích beo là thắt cổ đó. Xích beo thắt cổ nào? Ủa? Trời ơi, thắt cổ cho chết hả? Xích beo là mình vậy nè, hiểu không? Nè, lấy xích nè. Beo là vậy đó, không biết. Vậy luôn, cập nha. Đó. Thắt cho mình lại thôi chứ không phải thắt cổ đâu. Ủa, để chi vậy chú? Không hiểu hả? Không. Giải thích được không? Đây nè, để là ví dụ như xe mà nó có thắng gấp đó, cái mặt con khỏi đập vô kia, hiểu không? Đúng rồi. Đó, nhưng mà nếu mà vậy, tôi thấy thắt cổ chết còn đỡ tức hơn á. Trời ơi, đụng cái cổ thắt luôn á. À, không dám đâu, đập mặt vô mới sợ chứ sợ thắt cổ. Thôi đi đi chú ơi. Nè tôi hỏi chú nè, bộ xe này chú mua ở Hàn Quốc hả? Hàng gì cái máy sưởi nó tốt ghê, ngồi trong này chú y như lò bánh mì, chạy đi ông nội. Hay. Xe này là xe chế chạy mùa đông mà có máy sưởi, hồi nãy giờ mở máy sưởi đó. Trời ơi bà mẹ, chạy mùa đông mà mùa này là mùa gì đâu, mùa hè đâu, nhanh nhanh đi. Nóng quá đi, chịu không nổi đâu. Để mở máy coi. Trang điểm cho đời vui đêm nay, chén chú chén ăn mai phơi đi lại đây. Cái quê này đồng bào chẳng ai biết ai sao lại xem nhau như người tình, đôi bàn tay thú phiêu linh. Lại lẹ lẹ mấy cha nội ơi, quát ao xìm mì đường mày... còn dài lắm, đẩy lẹ lên. Mày xuống mày đẩy đi mày. Ông xuống đây. Xuống mày đẩy đi. Ông xuống đây. Con nói với ba rồi, con thấy nó dán là con biết nó bệnh rồi mà. Ai mà biết đâu. Trời ơi, xuống sao được mà xuống. Leo xuống mày. Bây giờ tôi xuống rồi, ai lái xe đây? Bà mẹ tao phan mà cái vật chất rồi, mày leo xuống đây. Xuống. Mệt quá, hai cha con tình.
Mày leo xuống mày đẩy phụ tao coi. Trời ơi, sao hai ông cha con kiếm chuyện tôi hoài vậy? Kiếm chuyện cái gì? Tao hỏi mày nè. Mà cái xe này nó đã nặng rồi, mày ngồi trên đó, hai cha con tao chút xíu vậy, đẩy cái này kiểu tưởng mà đông. Thì phải đẩy chứ sao? Mày cứ ngồi trên xe mày còn hát nữa. Ở chứ tôi tưởng tượng tôi thích hát lắm hả? Tôi hát thằng chay hát cho hai người nghe này, thấy tâm hồn phấn chấn, rồi đẩy xe cho nó khí thế lên. Phấn chấn cái đầu mày. Ông làm gì quýnh tôi hoài vậy? Quýnh mày đó. Ba. Ba ra cho chú quýnh đâu? Ai kêu ba quýnh tao? Chú quýnh ba con kìa. Quýnh ông lại ông sao? Ngồi trên xe mày sướng thế bò rồi. Sướng cái gì? Cũng tại ông cơ mà. Sao tại ba con? Xe này xe xịn chứ mà xe lô đâu. Máy xịn đàng hoàng, nhưng mà tại không phải là nó hư mà là nó hết xăng nên phải đẩy thôi. Hết xăng hả? Chứ còn nữa. Trời ơi, chú chạy xe ăn tiền làm như chú chạy xe ăn với thun hay sao không chú không đổ xăng. Thằng này nói chuyện không? Ông thấy con nói chuyện gì? Nó nói đúng rồi. Nói sao đúng được? Ông chạy xe ông ăn tiền không phải đổ xăng chứ. Ta ăn tiền nhưng mà tại ba mày tao mới không đổ xăng. Sao tại tôi? Hồi nãy đi ngang qua cây xăng tôi nói hồi ứng tiền tôi đi, tôi vô tôi đổ xăng. Ông không chịu ứng. Ông nói hồi chạy đi. Rồi tôi nói chạy hồi lạng qua là đi bộ nha. Ông nói ừ có gì ông đẩy phụ. Đó giờ mày qua mày làm việc ba mày đi. Rồi xong ba ơi, chuyện đã gõ vậy nữa. Ba đứng đi gây lộn vậy nữa. Đưa tiền hết rồi. Trời ơi, đẩy xe thì muốn xỉu luôn mà tiền phải trả hết cho ông này. Trời ơi, con nói đã không chắc rồi ba không cần. Mày á, cứ nói ba cái chuyện xui xẻo không à. Bây giờ trước sau gì cũng phải vậy thôi. Bây giờ trả tiền cho mày nè mày. Thà tao trả tiền cho mày, tao đi bộ còn sướng hơn. Thôi giờ gần tới thành phố cũng đi bộ sướng được á. Đi bộ cho rồi còn đỡ hơn là phải đẩy xe. Thôi nha, không được đi bộ nha. Hai cha con đi bộ rồi bỏ tôi ở đây mình chơi với ai. Chứ mày để cha con tao ở đây là ở lại đây là cũng đẩy phụ mày hả? Thôi ráng đẩy xíu nữa đi. Còn lâu rồi mày, đi. Chơi với ông chơi ai? Lấy bánh ra đi rồi. Dạ. Thôi hai người làm gì kỳ cục vậy, ở lại đi. Dẹp đi mày. Ở lại chơi với chú hả? Mày quên đi. Đây lại đẩy thêm mười mấy cây số nữa tôi cho mỗi người ly trà đá nè. Tôi đạp trong mặt mày. À, còn thấy ba mày khôn không? À, ta đưa có 20.000 thôi, ta để nó ở lại nửa đường ha, nó khiêng nó đẩy xe thấy bà nội nó luôn. À, ba khôn quá ha. Đi chưa được cây nữa đẩy 5 cây mà đưa 20 nữa khôn quá. Mày á mày, mày móc lò hoài. Cho nó đẩy thấy bà nó luôn đi. Còn hờ đỡ hơn à, mình ở đây mình vừa đẩy nó tới thành phố mà mình còn phải trả tiền. Trời ơi. Không không? Trời chắc ăn hả? Không dám đâu, không dám bỏ cái này đẩy lại mình đâu. Không có đâu ha. Trời ơi, lái xe chuyên nghiệp mà làm sao có chuyện đẩy bộ mình. Bị dụ rồi. Bị dụ rồi con. Không dám không có xăng đâu. Nè, nguyên can nè ông nội. Ông nói đã chưa chắc rồi, ba đâu có tin. À, tới bây giờ con nhìn nó đang đẩy ra thấy không? Trời ơi, ông đang đổ xăng rồi ba ơi. Trời ơi, đốt nhà tụi bay cũng được. Đừng nói chi mà đổ xăng. Trời ơi. Ủa mà xe mình đâu hết xăng đâu đổ làm chi. Thôi để đây. Thôi kiếm ai dụ tiếp. Trời ơi hai cha con này giờ thấy nó chạy qua chắc tức lắm. Trời ơi ba ơi. Ê hai cha con. Sao không ai đẩy cho xe chạy vậy nè. Có tiền thơm. Mất dạy. Mày lương gạt hả mày? Mà ngu từ hồi nãy tao đưa tiền cũng không cản nữa. Trời ơi sao ba nói nãy ba mới nói ba thông minh mà. Thông minh quá. Bây giờ cũng phải đi bộ thôi. Đi đi. Thôi chơi con nói không có chắc ăn mà ba không có tin mà. Nó bụng quá. Ờ. Ha. Đi từ sáng tới giờ không con không có gì vô bụng hết. Tới chỗ nào ba cho con ăn miếng đi ba. Ăn bánh đỡ đi. Thôi. Đi cho rồi, chắc cũng còn vài tí vài cây số nữa là tới thôi. Trời ơi, gần quá. Thôi. Gạt không à. Quá. Vô đi con, vô đi, ngồi đây, ngồi đây. Bỏ vô đây, bỏ đây. À, chú. Cho hai tô cho đi. Cho hai tô hủ tiếu. Bao nhiêu tiền? 5.000 tô hả? Còn hai cái tính để về cạo gió đó mà trả luôn. Hai cái chú nhanh giùm. Nhanh lên chú ơi. Đó, bây giờ là chắc ăn rồi ha.
được ăn rồi. Chắc đâu ba. Nhanh nhanh đi chú em ơi. Ba, chưa có chắc. Bậy mày. Sáng giờ cái câu chưa chắc á mà nó xui. Con nghe người ta nói á, nước lèo của cái này nè làm bằng trùng chỉ không á. Trùng chỉ hay không trùng chỉ, miễn sao nó ngon là được rồi. Mày nghe không? Ôi mùi thơm phức luôn. Bây giờ là chắc ăn rồi nghe con. Cầm muỗng lên. Dạ đây. Cầm đũa lên. Dạ đây. Gắp bỏ vô miệng là chắc ăn rồi. Dạ chưa chắc đâu ba. Cái gì vậy? Cái gì đây? Đây vui quá nè. Con ơi đông quá vậy. Cái gì mà đông quá trời đâu ba. Chắc có hồi chạy lên tàu đó. Chắc cái gì vui quá đi. Chút nữa ăn xong tới đặng chơi ba. Ăn xong hai cha con mình tới đặng chơi. Bà mẹ nó cái xe hủ tiếu đâu? Nó biết tàng hình. Ủa không phải. Cái thùng bánh tét đâu? Mày lanh chanh tự nhiên cũng nhiều chuyện. Đừng có coi là đâu có bị cái gì. Tao trả hết 10.000 đồng bạc rồi không ăn được một miếng nào. Mắc luôn cái thùng bánh rồi. Trời ơi thì tại ba không có kêu ra ngoài cơ thì con ra ngoài. Cũng tại mày cái xui cái câu mà chưa chắc đâu ba. Đi đi mày. Mày đi không? Ba, giờ con đói quá làm sao? Uống nước sâm đỡ cho ra rồi. Trời ơi uống nước cầm hơi chắc chết quá. Thôi kệ đi luôn. Đi đi. Ba mệt quá sao con giữ ba đi trong cỏ không vậy? Con đi được cháu. Chừng nào mới tới nhà? Với mẫu à. Mấy mẫu ra muốn nữa tới ba. Ba đói bụng quá đi. Cái chưa chắc không mà đói bụng là chắc lắm rồi. Chưa chắc là đói bụng đâu à. Lấy cái gì ăn mà chưa chắc? Rau muống. Hay. Đúng rồi, đói ăn rau, đau uống thuốc, xuống hốt rau muống về ăn. Đi ba. Mình sẽ có một bữa ăn thiệt là ngon rồi. Chưa chắc đâu ba. Tao tán trong mặt mày từ sáng tới giờ xuôi là cũng tại cái câu chưa chắc của mày đó. Con nói chưa chắc là chưa chắc. Làm sao mà chưa chắc được. Cầm như vậy là chắc cú rồi. Chưa chắc đâu ba. Tao quánh mày chết đi kìa. Nói cái đúng mà anh nằm nè. Ủa chị hai đi đâu vậy? Trời ơi tôi đi coi bà con mình thả diều nè. Mà sẵn rồi gặp ông anh đây mừng quá cho tôi lấy 300.000 tiền bánh. Cầm đi con. Chơi có chơi. Tiền hả? Có chơi, tiền chơi hả? Tôi chút cầm đi con. Gì nè, vậy? Trời cái ơi. Lộn của quần tôi đưa chị chứ tiền đâu đưa 3.000 cũng có lấy đâu ra 300.000. Sao kỳ vậy? Rồi bánh tôi đâu, tốn bánh tôi đâu, tôi không biết à. Kể tôi cho bà nghe đi. Tiền cho tôi à. Tôi lại bà. Bà đi về đi. Rồi từ từ tôi tính cho bà nghe. Hai cha con tôi hồi sáng tới giờ không có một cái miếng gì trong bụng. Bà ngồi bà khóc kiểu đó. Bây giờ bà ăn cái gì? Bà ăn xíu quá đông. Này. Tôi không biết. Tối chồng tôi về nó quánh tôi ra trời ơi. Quánh cái gì? Tối giờ hai cha con tôi đi qua bên bển nói chuyện với anh hai. Không có quánh chị đâu. Hai cha con ông lừa tôi rồi. Mày nói đi. Lấy 300.000 đi lên Sài Gòn ăn chơi rồi phải không? Trời ơi. Mày nói có phải ăn chơi. 300.000 đi ăn chơi rồi nào. Trời ơi nói là với dì hai nghe nha. À, bán thì bán không được mới trở về nè. Còn còn nạn ở trời ơi không biết kể gì chừng nào nữa. Bị nạn tùm lum tùm la hết. Nạn gì mà nạn dữ vậy? Trời ơi cuối cùng rồi nguyên cái thúng bánh nó mất hết. Cha con tôi nhịn đói đi từ dưới trên tỉnh về tới đây. Bà mẹ nó còn đi lụm rau ra về ăn đây nè. Chị thông cảm chứ giờ lấy đâu 300.000. Thôi không phải vậy đi. Giờ ông anh tính sao? Bây giờ tôi tính về cho từ từ đi. Chờ tới mùa đi xong tôi gặt lúa xong á
rồi tôi đông đủ 300 ngàn tiền lúa, tôi kêu thằng nhỏ đem qua nhà cho chị. Vậy tới mùa anh mới đưa tiền hả? Chứ bây giờ lấy đâu ra? Trời ơi, sao lâu quá vậy? Thôi vậy cũng được đi. Thôi giờ vậy tôi quyết định là tới mùa là đưa cho tôi 300 ngàn. Được rồi, cảm ơn chị. Thôi đi về đi, chơi đi, đi coi lại nhiều đi. Tôi đi về nha. Đi đi. Trời ơi, dán còn bóc quá, ra đường coi chừng ta đĩa ngang. Rồi, tôi biết rồi. Nói xong cái ói ngang à. Thôi đi về. Dạ. Bà thấy không, cuối cùng là bà cũng còn được con cá để về ăn. Chưa chắc đâu ba. Sì, giờ này là chắc lắm rồi. Nè ơi. Hả? Tôi nói nghe nè. Hả? Thôi giờ tôi tính gì đi. Cái gì? 300 ngàn á thì đến tới mùa mới đưa. Hả? Mà tiền lời không có, thôi giờ mình gỡ con cá đi. Để tôi về đặng tôi kho cho chồng tôi ăn. Chứ bây giờ hả, không có tiền mà coi như không có cái gì lỏng quách tôi chết. Thôi giờ tôi cầm con cá. Không nha. Sao, không sao, mình còn rau muống ba. Mà quên nó nghe nè. Gì nữa? Cái này mới là chưa chắc đâu nè con. Cá kho mà không có rau ăn thì kỳ quá. Thôi đưa dì hai bó rau luôn đi. Cái này mới là chắc nè đó. Dì về dì ruột rau cho chồng dì ăn nè. Còn cái này cá kho. Thôi ha, cảm ơn nghe. Cái này là chắc rồi đó, thôi đi nha. Con bao nhiêu đó không, mày cũng để cho con mẹ hai đó lấy mất rồi. Bây giờ đó, một cái điều từ sáng tới bây giờ mày chỉ có một câu chưa chắc đâu ba, mà bao nhiêu chuyện nó xảy ra rồi. Bây giờ tao mới nói lại mày một câu là cái điều này rất là chắc nè. Là điều gì vậy ba? Hai cha con mình tối nay sẽ nhịn đói. Chưa chắc đâu ba. Được hả mày? Mày nói vậy là sao? Con nói thiệt. Lấy cái gì ăn mà không chắc? Ba coi nè. Hí. Đòn bánh tét. Thôi ăn nhanh đi, nếu không cho chắc. Bà hai đã tới nữa là chết liền. Ăn cho chắc.